Tía tô là cây thảo sống quanh năm, có lá mọc đối, mép lá có khía răng, mặt dưới tím tía, có khi hai mặt đều tía, nâu hay màu xanh lục, lá có lông nhám. Hoa nhỏ mọc ở đầu cành, màu trắng hay tím, toàn cây có tinh dầu thơm. Đây là loại rau thơm rất phổ biến, không chỉ dùng để ăn kèm với nhiều món ngon mà còn có tác dụng chữa bệnh, làm đẹp. Trong y học cổ truyền, tía tô là vị thuốc được xếp vào loại kích thích ra mồ hôi. Nước sắc và cồn được chiết xuất từ lá tía tô đều có tác dụng giãn mạch ngoài da, hạ sốt, trừ cảm mạo. Hạt dùng để làm trà uống và thuốc hạ khí. Cành được sử dụng như một vị thuốc giúp ăn thai. Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, lá tía tô có hàm lượng dầu khoảng 40%, trong đó có một lượng lớn axit béo chưa bão hòa, chủ yếu là axit alpha-linoleic. Không những vậy, tía tô còn chứa 0,2% tinh dầu nguyên chất và các hydrocarbon, aldehyde, ceton, furan. Tía tô theo góc nhìn của Đông y. Mỗi bộ phận của cây tía tô đều có công dụng riêng trong y học cổ truyền. Lá tía tô, Đông y gọi là tô diệp, dược liệu làm từ lá tía tô thường có mùi thơm, vị cay, tính ấm, không độc và được dùng để chữa cảm sốt, khó chịu trong người, ho do cảm lạnh, cảm cúm, đau bụng, tiêu chảy. Cành cây tía tô, Đông y gọi là tô ngạnh. Sau khi thu hoạch, thân và cành tía tô được cắt nhiều đoạn dài từ 5 đến 10 cm, tiếp đó đem phơi hoặc sấy khô. Cành cây tía tô được sử dụng trong các trường hợp chữa động thai, băng huyết, suy nhược thần kinh. Hạt cây tía tô, Đông y gọi là tô tử. Sau khi thu hoạch, được đem sấy khô hoặc phơi. Hạt cây tía tô được sử dụng để chữa ho có đờm, ho hen lâu ngày, mề đay, viêm phổi. Rễ cây tía tô, Đông y là tô căn. Sau khi thu hoạch, phần rễ được cắt riêng, đem thái nhỏ, rồi được phơi hoặc sấy khô. Rễ cây tía tô giúp cải thiện tình trạng tiêu chảy, giảm bầm máu, sưng tấy. Một số tác dụng khác của tía tô. Tác dụng làm đẹp. Một số chất trong lá tía tô có thể ức chế sự tổng hợp của melatonin và tyrosinase, giúp da trở nên sáng hơn. Ngoài ra, lá tía tô còn có tác dụng trong việc tẩy tế bào chết và làm mềm da, giảm thiểu các vết chai sạn. Vì thế, bạn có thể uống trà tía tô mỗi ngày để có làn da đẹp hoặc dùng để rửa mặt, gội đầu trong trường hợp tóc và da bị khô. Súc miệng bằng dung dịch chiết xuất từ lá tía tô giúp cho giãn miệng chắc khỏe và mang lại hơi thở thơm tho. Hỗ trợ chức năng hệ tiêu hóa. Nhờ hàm lượng tannin và glucoside có trong lá tía tô mà thực phẩm này có tác dụng chống viêm, chữa lành vết loét, cải thiện tình trạng vết sẹo và giảm sự gia tăng lượng axit trong dạ dày. Một số nghiên cứu còn cho thấy rằng, nếu dùng lá tía tô ở dạng sắc còn giúp giảm đau, giảm dịch vị xuống ở mức bình thường và tạo cảm giác ăn ngon miệng, ngủ tốt hơn đối với người bị đau dạ dày. Ngoài ra, nếu bị đau bụng, đi ngoài và nôn mửa do rối loạn tiêu hóa, có thể giã một ít lá tía tô để lấy nước cốt uống. Ăn kèm lá tía tô trong bữa ăn hàng ngày cũng giúp cải thiện tình trạng này. Giúp điều trị các bệnh ngoài da. Tía tô còn có tác dụng hiệu quả trong việc điều trị mề đay và dị ứng. Cụ thể, nhờ chứa nhiều tinh dầu có tính kháng khuẩn cao cùng với nhiều loại vitamin như A, B1, B4, B6, C và các chất khoáng, sắt, kẽm. Sau đó, tía tô có thể hỗ trợ điều trị một số bệnh da liễu với tác dụng kháng khuẩn, giảm viêm và tăng cường hệ miễn dịch. Hơn thế nữa, tía tô cũng làm dịu đi một số triệu chứng dị ứng như hắt hơi, chảy nước mũi, ngứa mắt, cũng như điều trị các chứng mẫn cảm và dị ứng theo mùa đã được chứng minh. Vì trong lá tía tô chứa thành phần axit rosmarinic, axit alpha-linolenic, quercetin và luteolin, các thành phần này có tác dụng trong việc ngăn chặn quá trình sản xuất histamine và làm giảm cytokine, làm hạn chế tình trạng xuất hiện dị ứng trên cơ thể, đồng thời giảm viêm hiệu quả. Cách nấu nước lá tía tô để uống hàng ngày. Lá tía tô ngâm với nước muối pha loãng rồi rửa sạch, đun sôi 2,5 lít nước lọc rồi cho lá tía tô vào, đậy kín nắp, khi hỗn hợp sôi khoảng 2 phút thì tắt bếp, để nguội. Sau đó, cho 3 lát chanh tươi vào bình, đậy nắp, bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh và sử dụng. Một số bài thuốc đông y có ứng dụng vị thuốc tía tô. 1. Lấy vào 1 quả quýt cạo rửa sạch cùng 3 lát gừng dày và 1 nắm lá tía tô tươi hoặc khô cho vào nồi, thêm vào 1 bát nước, đun sôi kỹ, uống nóng và đắp chăn ấm giúp chữa cảm lạnh. 2. Lấy 1 nắm lá tía tô tươi, 2 củ hành và 3 lát gừng, tất cả thái nhỏ cho vào bát, đập 1 quả trứng gà rồi múc cháo hoa vào trộn đều ăn nóng, giải cảm. 3. Dã lá tía tô lấy 1 bát nước, hòa 1 chút muối cho uống 1 lần, chữa đau bụng, đầy hơi. 4. Lấy cành, lá tía tô và đoạn vỏ rễ cây dâu, bóc trắng,
đun lấy độ một chén nước cho uống giúp chữa ho. Những lưu ý khi sử dụng tía tô. Tuy tía tô có công dụng tốt đến sức khỏe, nhưng bạn cũng nên lưu ý hơn trong cách sử dụng loại rau này. Tránh sử dụng lá tía tô khi đang bị tiêu chảy, do tía tô có công dụng nhuận trường nên sẽ làm tình trạng tiêu chảy nặng hơn. Tía tô có thể gây dị ứng đối với một số người. Không chỉ việc ăn tía tô, mà nhất là việc sử dụng tinh dầu tía tô có thể gây dị ứng. Vì thế, nên thoa một lượng nhỏ trên da tay để xem phản ứng da trước khi dùng tinh dầu hoặc ăn lá tía tô. Tránh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi sử dụng tinh dầu lá tía tô trên da. Tránh lạm dụng tía tô trong việc hỗ trợ sức khỏe và cải thiện thẩm mỹ da. Việc lạm dụng tía tô dưới bất kỳ hình thức nào cũng đều gây ra tác dụng phụ như làm tăng tình trạng đổ mồ hôi, tăng huyết áp. Vì vậy, những người đang có vấn đề về sức khỏe nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Cảm ơn bạn đã theo dõi video của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để cập nhật những tin tức về sức khỏe và thông tin y tế mới nhất nhé!